Chiều 20 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu thành phố Thủ Đức và các quận huyện nhanh chóng xây dựng phương án tổ chức các điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu, mặt hàng tươi sống tại các chợ hiện đang tạm ngưng hoạt động để đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân kịp thời, an toàn, trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 23 tháng 7. Các chợ nghiên cứu thực hiện phương án phát phiếu vào chợ để hạn chế người vào, áp dụng tùy quy mô chợ. Chợ bố trí vách ngăn giữa các hộ tiểu thương, gian bán hàng giữa người bán và người mua, phân luồng lối đi, tổ chức cho thương nhân kinh doanh theo hình thức luân phiên xen kẽ, phân chia thời điểm, vị trí bán hàng xen kẽ, chia theo ngày chẵn lẻ. Trong trường hợp cần thiết để giảm sự tập trung và đảm bảo việc giãn cách khi kinh doanh mua sắm theo đúng quy định. Ngoài ra, các tiểu thương chủ động chuẩn bị nguồn hàng, phân chia sẵn, đóng gói sản phẩm theo quy cách đồng giá để giúp việc mua bán được nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa người bán và người mua.